Chào toàn thể anh em chơi Lô Đề. Thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì cũng lưu ý cho anh em là cái phần mềm này chúng tôi có thể là cài và đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em, ví dụ như iPhone, Samsung, Oppo, đấy, đều có thể là cài đặt chỉnh sửa được hết anh em nhé. Đấy, thì vì cái lý do bảo mật nên chúng tôi không lộ phần mềm cũng như là giữ cho công ty và giữ cho anh em. Thế nên anh em nó có nhu cầu về phần mềm thì anh em kết bạn Zalo 0967544 anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp để cho anh em thấy cái độ hiệu quả và chính xác của cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài anh em nhé. Rồi sau đó tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi một nội dung tin nhắn đến này. Trước khi test thì tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây. Đấy, để cho anh em thấy là video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gửi tin nhắn đến. Đấy. Ok, đấy, tin nhắn đến này anh em này. Đấy, tôi sẽ để cho anh em gần để cho anh em nhìn rõ hơn này. Đấy, để tôi sẽ sửa sau, tôi sẽ để chỉnh nét cho anh em này. Đấy, ok, đề 36 anh em nhé. Tôi sẽ chỉnh sửa thành con khác. Đấy. Ok, đã sang thành 37 anh em nhé. Đấy, thì anh em thấy trực tiếp tôi đã chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em là tin nhắn Zalo. Đấy, thì rất nhiều anh em hỏi cái phần mềm này cách thức sử dụng như nào. Đấy, thì cái phần mềm này cài trên máy điện thoại của anh em, khi anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào phần mềm. Đấy, rồi anh em gửi cho họ. Đấy, rồi anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào lại phần mềm, anh em chỉnh sửa những con số đã gửi thành những con số khác, rồi anh em gửi lại thì bên máy của người bị chỉnh sửa sẽ tự động đổi những con số khác theo mong muốn của anh em, anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ test phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo này. Đấy. Thì đầu tiên đấy, tôi sẽ vào Zalo anh em này, tôi ghi nội dung là lô. Đấy. Lô là 11 đi anh em nhé. 22, tôi sẽ ghi những con số liền nhau để cho anh em dễ nhớ này. 1122 nhân 1 triệu này anh em này. Đấy, 1.000 điểm. Đấy, 1.000 điểm. D 3344 anh em nhé. Đấy, tôi sẽ ghi những con số liền nhau này để cho anh em thấy cái sự thay đổi nó khác biệt. Đấy, nhân 1 triệu anh em nhé. 1 triệu. Đấy, anh em nhìn rõ này. Đấy, tôi sẽ chỉnh nét cho anh em. Đấy, vì cái máy quay khi gần nó sẽ phản chiếu ánh sáng thì nó sẽ bị mờ. Đấy, ok, tôi sẽ gửi sang này anh em này. Đấy, ok. Thì bên máy của người bị chỉnh sửa đã nhận được cái tin nhắn của mình anh em nhé. Đấy. Ok này. Lô 1122. Đấy anh em này. Đấy. Anh em chú ý tôi khung giờ này. Đấy. Là lúc 12:19 anh em nhé. Đấy, 12:19 này. Đấy. 12:19 này. Lô 112233. Đấy, anh em chú ý tôi cái nick Zalo này. Đây anh em này. Đấy. Thì thông thường anh em nhé. Đấy, chủ lô họ sẽ copy và ok lại. Đấy. Thông thường chủ lô họ sẽ copy và ok lại này. Đấy, ok này. Đấy, thì họ đã đồng ý với cái tin nhắn này anh em nhé, anh em chú ý này. Thì bây giờ chủ lô họ sẽ gửi sang này anh em này. Đấy, họ sẽ gửi sang này. Ok, thì bên máy mình đã nhận được đấy, cái ok lại của họ vào lúc là 12:20 anh em nhé. Đấy, anh em chú ý cái mốc thời gian 12:20 này. Đấy, bên máy họ cũng là 12:20 này anh em này. Đấy, 12:20 này. Đấy, nick Zalo anh em nhé. Thì tôi sẽ để một vài phút sau anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy. Thì cũng nói cho anh em cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ anh em dùng iPhone hoặc là Samsung, Oppo, miễn là điện thoại đời cao là có thể là cài đặt chỉnh sửa được anh em nhé. Thì cách sức sử dụng nó cực kỳ đơn giản. Anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt đấy, rồi anh em ghi cái con số anh em mong muốn, rồi anh em gửi cho họ đấy.
Rồi khi cái giờ kết quả ra hoặc là cái khung giờ mà anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào lại cái phần mềm đấy. Rồi anh em chỉnh sửa những con số đã gửi đấy, ví dụ vừa nãy là tôi đã gửi là lô 112233 đấy, nhân 1.000 điểm đề 44 đấy, nhân 1 triệu đấy, thì tôi gửi cho họ. Khi mà mình muốn chỉnh sửa đấy, mình vào cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo SMS đấy, thì các bạn xóa con 3344 hoặc là xóa tất những cái nội dung, rồi các bạn gửi lại y chang như thế thì bên máy của đối phương đấy sẽ nó sẽ thay đổi anh em nhé. Thì cực kỳ đơn giản thôi đấy, thì vì cái lý do bảo mật thì chúng tôi không lộ phần mềm. Thế anh em kết bạn Zalo vào số này đấy, thì chúng tôi sẽ test trực tiếp và hướng dẫn cho anh em đấy. Thì chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam và miền Bắc anh em nhé. Khu vực miền Nam thì anh em qua bến xe miền Đông đấy, khu vực miền Bắc thì anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Anh em vào cơ sở trực tiếp, anh em test phần mềm và cài đặt trực tiếp với anh em bên nước ngoài anh em nhé. Đấy, thì anh em không về được thì chúng tôi hỗ trợ cài đặt trực tuyến từ xa cho anh em. Đấy, thì là đã qua được là 2-3 phút rồi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Đấy, thì là vì cái lý do bảo mật cũng đã nói với anh em rồi. Đấy, thì anh em kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm. Thì phương thức chỉnh sửa cực kỳ đơn giản anh em nhé. Em chỉ cần vào lại phần mềm. Đấy, anh em vào phần mềm này. Đấy, anh em vào phần mềm. Rồi, anh em chỉnh sửa. Đấy, thao tác cực kỳ là nhanh. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa ra thành lô 5556 anh em nhé. Đấy, đề là 77. Đấy, tôi rút con số đi. Đấy. Ok, đấy, tôi đã chỉnh sửa xong này. Anh em này. Đấy, cực kỳ đơn giản. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở máy của chủ lô ra và tôi sẽ so sánh hai máy anh em nhé. Để cho anh em thấy là cái độ chính xác của nó như nào. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Đây anh em này. Đấy, chính xác tuyệt đối luôn anh em nhé. Nick này, nick Zalo này. Thì anh em nào mà là anh em cái tua lại khúc đầu, anh em xem lại trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, tôi đã sửa thành lô 5556 này. Đấy, lô là 112233. Đấy, mình rút con số đi. Thì là cái nội dung chỉnh sửa là tùy theo ý anh em nhé. Rút hoặc thêm hoặc sửa như nào tùy anh em. Đấy, thời gian này anh em này. Đấy, là 12:20 này. 12:20 nick. Đấy, cả ngố và hoa câu này. Anh em nhé. Đấy. Thì là cái cách chỉnh sửa là cái và cái hướng dẫn cho anh em thì cực kỳ đơn giản thôi. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho anh em và test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo và Messenger trên Facebook. Thì anh em có nhu cầu anh em qua cơ sở trực tiếp với anh em nước ngoài thì chúng tôi sẽ cài đặt từ xa cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.